Sách Ngày Một Bữa Thô của tác giả Nguyễn Thị Vân Anh đã chính thức ra mắt. Đây là sách hướng dẫn về chế độ ăn với mục tiêu giúp độc giả thực hành ăn uống thật đơn giản, dự phòng hội chứng chuyển hóa và chống lão hóa. Trải qua 10 năm tư vấn khách hàng, từ detox, tư vấn dinh dưỡng bằng rau củ quả hạt, tư vấn cho mẹ bầu, mẹ cho con bú, dinh dưỡng thể dục thể thao cộng đồng, tác giả Nguyễn Thị Vân Anh nhận thấy vấn đề mấu chốt là khách hàng đang loay hoay không biết làm thế nào để nhớ và làm theo chỉ dẫn dinh dưỡng một cách hiệu quả. Vì thế, sách Ngày Một Bữa Thô ra đời. Chúng ta rất là dễ dàng tìm kiếm những lý thuyết về dinh dưỡng, nhưng đâu là một cách thực hành ăn uống đơn giản, dễ áp dụng để có thể biến những cái lý thuyết đó, những quy định của Tổ chức Y tế Thế giới, của Bộ Y tế Việt Nam thành những cái thói quen ăn uống sinh hoạt ở trong gia đình, sẽ là một trong những cái hành trình mà tôi tin rằng là sách Ngày Một Bữa Thô có thể hướng dẫn và có thể mang đến cho độc giả. Sách sẽ trang bị các thông tin nền tảng về chế độ dinh dưỡng, bữa ăn đầy đủ, cách hạn chế tình trạng vừa thừa vừa thiếu dinh dưỡng. Bên cạnh kiến thức, tác giả với kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm đã hướng đến từng bước giúp người đọc xây dựng một chế độ ăn phù hợp và dễ áp dụng cho từng cá nhân, giúp cho việc áp dụng vào cuộc sống dễ dàng hơn.